Tiếp tục cập nhật công tác giải cứu bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp. Vào chiều nay, lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Tháp đã huy động thêm nhiều thiết bị đến hiện trường hỗ trợ để giải cứu bé trai. Đến 17 giờ chiều nay, công tác cứu hộ vẫn đang được tích cực khẩn trương triển khai. Quân khu 9 cũng đã điều động thêm lực lượng công binh cùng với nhiều trang thiết bị chuyên dụng đến để hỗ trợ. Tại hiện trường, lực lượng công binh đã vận chuyển vào nhiều trang thiết bị kỹ thuật để hỗ trợ. Theo tiền lượng, do bé trai rơi từ độ cao trên 30 mét xuống nên có thể đã xảy ra đa chấn thương. Ngoài ra, ở độ sâu trên 30 mét sẽ rất lạnh và thiếu không khí, nên tình hình cháu bé vẫn đang được tiền lượng khá dè dặt. Việc triển khai lực lượng công binh với mục đích dùng camera nội soi để xác định vị trí nạn nhân, sau đó dùng thiết bị kỹ thuật cắt trụ bê tông để đưa bé ra. Lực lượng công binh và những thiết bị chuyên dụng như là nội soi thăm dò cái độ sâu, rồi các cái loại thiết bị để mà cưa cắt các khối bê tông đang tập trung ở tại đây, để khi mà có cần đến bất kể ngày đêm thì có sẵn để ứng phó. Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn tiến hành giải cứu bé trai theo phương án đã đề ra ban đầu. Tuy nhiên, do phát sinh một số tình huống nên phải điều chỉnh để đảm bảo an toàn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất, kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn. Chúng tôi sẽ quyết tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng là cứu hộ phải xuyên suốt là trong cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ quyết tâm làm. Cũng theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, hiện khối lượng công việc giải cứu cháu bé rất lớn, phải điều động thiết bị, nhân lực, vì vậy phải có sự phối hợp nhịp nhàng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi. Thưa quý vị, năm nay kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài trong 3 ngày, nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân cũng tăng cao. Đáng chú ý, những điểm đến hội tụ nhiều trải nghiệm mới lạ hấp dẫn đã thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tham quan khám phá. Một mùa đẹp nhất trong năm tại Phú Quốc, với nhiều sản phẩm du lịch mới ra mắt và sự kiện chào đón năm mới tại thị trấn Hoàng Hôn, như bữa tiệc nghệ thuật trong chương trình New Year Countdown năm 2023, Hành trình của hạnh phúc hay show Kiss the Star, trình diễn công nghệ đa phương tiện hiện đại do tập đoàn Sun Group tổ chức là những lý do khiến Phú Quốc thu hút du khách trong ngày đầu tiên của năm 2023. Theo đó, lượng khách đến với thành phố đảo tăng trưởng mạnh, công suất phòng lấp đầy tới hơn 80%. Hồi nãy em vừa xem chương trình thì em thấy rất là đặc sắc và nó rất là mãn nhãn. Cái hình ảnh và cái màu sắc nó rất là tuyệt đẹp. Đối với Phú Quốc thì em thấy đây là một cái chương trình nó rất là tuyệt vời. Bám chặt là những cái câu chuyện mà đặc sắc của bản địa. Ví dụ như là cái câu chuyện của Phú Quốc thì tôi đưa vào hai cái hình tượng nhân vật chính. Đấy là cái con bò biển, là cái con mà sắp bị tuyệt chủng hiện nay, và một con vật biểu tượng rất là dễ thương của Phú Quốc, và con chó Phú Quốc. Và đẩy cái câu chuyện, những cái tên nhân vật ấy, thành những cái tên rất là dễ nhớ theo ngũ hành, kim mộc, thủy hỏa thổ. Chính cái sự kết hợp giữa cái tính bản địa và tính quốc tế đấy là làm nên sự khác biệt. Cùng với Phú Quốc, Sapa, Hạ Long cũng nhộn nhịp trong ngày đầu năm mới. Theo thống kê của Sở Du lịch Sapa, trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn đạt hơn 90%. Đáng chú ý, các tour với địa điểm ngắm băng tuyết, săn mây như Cầu Kính, đỉnh Phan Xipang và đặc biệt là những điểm đến hội tụ đa dạng trải nghiệm như Sun Go Phan Xipang Legend thường được du khách lựa chọn. Phan Xipang thì cũng có một cái đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên mình tới, mà mình tới tức là lần thứ bao nhiêu không nhớ, nhưng mà tới rất nhiều lần rồi. Mỗi lần tới thì nó có một cảm xúc khác nhau. Rất nhiều lần mình cũng để ý các cái sản phẩm ở đây thì mình nghĩ là các bạn cũng từng bước một phong phú hơn về các gian hàng hay chủng loại, thì cũng tạo điều kiện gọi là cho thu hút thêm nhiều đối tượng khách du lịch. Đầu tiên là choáng ngợp về vẻ đẹp nơi đây và choáng ngợp về sự lạnh ở đây luôn ạ. Không khí ở đây khá là lạnh và nhiều gió. Lên đây em mới cảm nhận được là Việt Nam mình đẹp đến như thế nào, và chắc chắn sẽ có lần thứ hai nên tiếp tục đến nơi đây ạ. Khi đến với Việt Nam, tôi muốn trải nghiệm và tham quan những ngọn núi. Tôi nghĩ du lịch ở đây khá phát triển. Du khách có thể tìm thấy nhiều điểm dừng chân, khách sạn, homestay ngay trên đỉnh Phan Xipang hay bên trong thành phố Sapa.
đặc biệt là có thể dừng chân trên đỉnh núi Phan Xipang, nơi cao nhất của Việt Nam, để có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Còn ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Ninh cũng cho thấy sức hút khi thu hút tới 90% lượng khách đi thăm núi Bà bằng cáp treo so với thời điểm cao điểm 30 tháng 4 năm 2022. Theo đó, đây là tuyến cáp treo mới giúp du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn hệ thống các chùa núi Bà, đồng thời chiêm bái tượng Phật Bà bằng đồng trên núi cao nhất châu Á. Theo dự báo, ngành du lịch sẽ có nhiều dấu ấn lớn trong năm 2023, đạt tới mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, gồm khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng. Vâng thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Thế nhưng mà trên nhiều con phố sầm uất ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, thị trường hàng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu Tết của kiều bào Việt Nam đã rất sôi động. Ngoài việc bày bán hàng hóa tràn ngập trên các kệ hàng, các siêu thị, các cửa hàng còn trang trí không gian mua sắm bắt mắt và tràn ngập sắc hoa xuân. Tại siêu thị Vinamart trên đại lộ Movivong, thủ đô Phnom Penh, ngay lối ra vào, hàng loạt các mặt hàng mang đậm hương vị Tết Việt như giỏ quà, bánh chưng, mứt Tết, bánh kẹo đã được bày la liệt nhằm thuận tiện cho người dân mua sắm. Năm nay Tết đến sớm nên ngay từ tháng 11, siêu thị đã bắt đầu chuẩn bị hàng hóa phục vụ bà con Việt kiều. Vinamart đã chuẩn bị đối với đối tác bên Việt Nam là chuẩn bị những hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết này. Đặc biệt đó là những cái món hàng về chiên và Tết như bánh mứt, rim, kẹo hay là bánh chưng, bánh tét, rồi các lịch Tết hay là những quà biếu. Lượng khách mua hàng Tết tại Phnom Penh cũng bắt đầu tăng dần. Mặc dù giá cả hàng hóa năm nay có xu hướng tăng nhẹ so với những năm trước, nhưng mọi người đều vui vẻ với mong muốn chuẩn bị một cái Tết Việt tươm tất hơn sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mình muốn đi vô siêu thị mua một số gian hàng của Việt Nam để về trang trí và sử dụng trong những ngày Tết. Mình thấy năm nay hàng hóa đầy đủ và nó nhiều hơn là mọi năm. Như mọi năm trước thì có dịch Covid, năm nay nó ít. Năm nay thì rất là nhiều và nhiều loại để mình lựa chọn. Hòa chung không khí chuẩn bị Tết, các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, hoa, cây cảnh tại Phnom Penh cũng tất bật chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu của người dân. Tất bật với các đơn hàng Tết, chị Hoa, quản lý cửa hàng Hoa Kim Long cho biết, năm nay cửa hàng nhập nhiều loại hoa và cây cảnh từ Việt Nam hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu càng nhiều khách hàng là cúc mâm xôi, cát tường và hương dương, đại loại là hoa hồng, kim ngân lượng hay là đỗ quyên, nhiều mặt hàng khác và thậm chí một tuần sau nữa là sẽ hạnh và mai sẽ nhập vào nhiều hơn nữa. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như trước đại dịch, nhưng thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại Campuchia được dự báo sẽ tiếp tục sôi động hơn trong những ngày tới đây. Còn tại Việt Nam, những ngày này không khí tại các vườn hoa cây cảnh trở nên sôi động, tất bật cảnh người mua kẻ bán. Các hộ kinh doanh chuyên canh hoa cây cảnh ở các làng nghề đã tích cực chăm sóc, nhập thêm nhiều loại hoa cây cảnh mới để phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết Nguyên đán của người dân. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Từ sáng sớm đến chiều muộn, làng nghề hoa cây cảnh Kim Chi luôn tấp nập cảnh mua bán. Nhiều người đến rất sớm để lựa chọn các loại hoa ưng ý nhất để tô điểm cho ngôi nhà của mình, sẵn sàng đón Tết. Tết thì bọn em cũng có nhu cầu mua thêm hoa để cho Tết nó thêm hương sắc. Các cái loại hoa về Tết thì về dịp Tết thì loại hoa nó đa dạng hơn, dễ chọn hơn mà cũng rất là đẹp. Từ đầu tháng 12, nhu cầu hoa Tết tăng cao nên các nhà vườn phải lấy thêm hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định và cả các tỉnh phía Nam. Bên cạnh các loại hoa đặc trưng như thực dược, đỗ quyên, trạng nguyên, các nhà vườn cũng tất bật hơn với việc bán các cây cảnh cỡ lớn. Từ đầu tháng 12 dương lịch trở lại đấy thì khá là nhộn nhịp hơn. Không khí Tết bắt đầu và lượng khách hàng đi đến những cái ổt hoa để quan tâm đến hoa Tết là tương đối nhiều. Trung bình mỗi ngày bao nhiêu? Trung bình thì mỗi ngày thì khoảng tầm từ 70 đến 80 khách. Thành phố Vinh hiện có 8 làng nghề hoa cây cảnh với cả nghìn hộ thành viên. Thời điểm này, thị trường hoa Tết đã trở nên sôi động. Lượng hoa bán ra tăng từ 3 đến 4 lần so với ngày thường.
dịp Tết á, thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái làng nghề đấy rất là sôi động. Thì với cái nỗ lực cố gắng thì bà con nhân dân cũng đã vươn ra là không những thị trường ở trên địa bàn thành phố trong tỉnh và khu vực là duyên hải miền Trung và Bắc Trung Bộ, thì đấy là một cái hình thức là hoạt động kinh doanh là cái làng nghề hoa cây cảnh, và đặc biệt là nghề ăn nghề liệt rất là hiệu quả. Năm nay thị trường hoa cây cảnh khá đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả hợp lý nên người dân có nhiều sự lựa chọn, giúp tăng sức mua so với các năm trước.